Xin chào các bạn, mình tên là Kim Ngân. Rất vui được gặp các bạn trong chương trình Âm nhạc và cuộc sống. Các bạn thân mến, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta đúng không nào? Âm nhạc giúp chúng ta giảm stress, giúp ta yêu đời hơn, tạo giấc ngủ ngon. Ngoài ra, âm nhạc còn cho chúng ta được học hỏi kiến thức, học ngoại ngữ và cuộc sống thêm ý nghĩa. Có rất nhiều bài hát hay về chủ đề tình yêu, con người, quê hương, đất nước. Và bài hát mình yêu thích nhất đó là ca khúc Hello Việt Nam. Khi nghe bài hát này thì mình cảm thấy yêu đất nước Việt Nam hơn. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích bài hát nào nhất? Hãy chia sẻ cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.